Tôi xin kính chào các bác ạ. Dạo gần đây thì phong trào chơi cây trà mi đã phát triển hơn bao giờ hết. Do vậy mà người mua và người bán trà đều rất là đông đảo. Cây trà không chỉ là cây của miền Bắc mà còn bắt đầu du nhập vào miền Trung, như là Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Phước, hoặc là vào trong miền Nam như là thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai. Cái việc mua bán trà sôi động thì nó không tránh khỏi cái việc là sẽ có những trường hợp mà người mua cây bị sai, và người bán cây thì cũng lợi dụng cái sự không nắm rõ về cây trà của một số người mới chơi cây mà cung cấp những cái thông tin không đúng về cây trà. Do vậy mà hôm nay tôi xin làm một cái video để giúp cho các bác trồng mua cây trà mi nhận diện được các cái nhóm người bán trà trên thị trường hiện nay, và nhận diện được những cái chiêu trò mà người bán trà không có uy tín ấy, có những cái thông tin sai lệch ấy, để mà các bác có thể tránh những cái chiêu trò đấy đi, để bác mua được những cái cây trà như ý. Thì video này nó sẽ có hai phần. Phần một là nhận diện những nhóm người bán trà trên thị trường hiện nay mà bác là người mua trà có thể được tiếp xúc. Nội dung hai là nhận diện 7 cái chiêu trò bán cây sai những cái thông tin. Thì mong là các bác xem hết cái video này. Bác dành ra khoảng độ 15 đến 20 phút bác xem cái video này thì bác sẽ tránh được cái việc là mình mất tiền oan, gọi là tiền học phí đấy. Và khi bác hiểu được những cái thông tin như thế thì bác sẽ mua được những cái cây trà mà theo đúng cái ý nguyện của mình. Nhưng quá trình các bác xem thì mong các bác like video và đăng ký kênh giúp tôi. Đó là cái cách mà bác ủng hộ tôi hiệu quả, hữu hiệu nhất. Thì đi vào cái nội dung một là nhận diện những nhóm người bán hàng trên thị trường hiện nay đang bán cây trà mi, thì có bốn nhóm người đang bán cây trà mi. Nhóm một là những nhà vườn trồng trà truyền thống, thì họ có thể đã trồng trà được rất lâu năm rồi, thậm chí là nhiều đời trồng trà rồi. Thì nhóm này ấy, họ là những cái nhà vườn thường là có uy tín rất cao, mang cái đặc điểm của người thôn quê của Việt Nam, đó là những người chân thành, tốt bụng và mến khách. Thì với những cái ưu điểm như vậy thì các bác mua trà có thể tiếp cận và đến trực tiếp các vườn này để mua. Thế nhưng mà có một cái nhược điểm là nếu như mà bán với số lượng ít cây nhỏ thì chưa chắc, hoặc vận chuyển đi xa nữa thì chưa chắc là các nhà vườn này họ sẽ bán cho bác cây với cái số lượng và quy mô nhỏ. Nhóm người thứ hai là những người buôn trà, có thể là buôn sỉ, có thể là bán lẻ, buôn bán trà đấy. Thì những người này mục tiêu của họ là mua những cây trà về, thế sau đó là họ bán để lấy lãi đấy. Tức là mục tiêu của họ là ít trồng trà, trong vườn của họ, trong cái nơi họ bán họ có thể chỉ trồng một ít thôi, còn đa số là họ mua về, thế sau đó họ sẽ tìm người bán và bán cây để mà ăn lời trên cái cây mà họ mua về đấy. Thì cái đặc điểm của cái nhóm người này á, là họ có thể có vườn trà nhỏ, sau đó mua thêm về để bán, tức là họ mới thiết lập vườn trà. Và họ thường bán cây theo thị trường. Ví dụ ngày trước cây mộc hương có giá, nhiều người mua thì họ buôn bán cây mộc hương. Hoặc vừa rồi như cây phong lan có giá thì có lãi thì họ lại chuyển sang buôn bán phong lan. Và bây giờ cây trà mi đang có lãi thì họ lại chuyển sang buôn bán cây trà mi.
Cái nhóm người thứ ba là nhóm người bán hàng online. Thì những người này thường họ bán bằng các cái video, bằng những cái hình ảnh. Thế và cái lực lượng hiện nay thì đang phát triển rất là đông đảo. Thì bác có thể nhận diện được những cái người này họ thường hay mượn vườn này, rồi mượn cửa hàng này, lấy hình ảnh để mà cung cấp lên những cái trang mạng như là Facebook, Zalo, TikTok, rồi YouTube để họ bán hàng cho những người khách hàng có nhu cầu mua trà. Thì chúng ta có thể nhận diện ngoài cái việc là họ bán trà thì họ còn bán những cái dạng mặt hàng rất là đa dạng, ví dụ như là thậm chí là hoa hồng, rồi mẫu đơn hoa mộc, thậm chí là cả thực phẩm, rồi là quần áo, nước hoa. Cái nhược điểm của nhóm này á, là địa chỉ của họ và những cái địa chỉ cây á, và những khu vườn á, thì nó không cố định. Cho nên nếu bác mà mua á, thì bác phải chọn những cái người mà họ rất là thân thiết, có uy tín với bác. Cái nhóm người thứ tư là nhóm bán rong, bán dạo. Thì thường là có các anh, các chị mà đi đường ấy, lai thổ xe máy, bán giao hàng ở khắp những cái ngõ ngách ở đường phố ấy. Thì nhóm bán hàng này có cái ưu điểm là họ rất cơ động. Thì có thể là họ bán cho bác một cây trà, rồi họ vận chuyển đến tận nhà cho bác. Thậm chí nếu mà gặp người tốt tính ấy, thì họ còn có thể mua giúp bác đất trồng, trồng hộ bác, rồi lựa chọn chậu và tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trà nữa. Thế nhưng mà nếu mà gặp người xấu ấy, thì họ bán trà xong là xong. Khi mà cây có vấn đề gì, bác tìm người ta thì cũng không thấy họ người ta đâu nữa, bởi vì người ta phải bận là di chuyển đến những nơi khác để người ta bán. Với bốn nhóm bán trà này thì cũng có người tốt, người xấu. Thì mong rằng là các bác sẽ là người mua hàng thông thái. Ở đây thì tôi không có ý kiến so sánh giữa các nhóm người bán hàng này, mà tôi vẫn luôn luôn là ủng hộ những người bán hàng có uy tín, cho dù họ bán bằng bất kể hình thức nào. Và qua cái video này thì tôi cũng mong muốn là tất cả những người bán hàng thì hãy có trách nhiệm với cây trà mình bán ra, có uy tín với người mua. Bởi vì khi mà có uy tín người mua thì sẽ có nhiều khách hàng thân thiết, có thể họ giới thiệu người thân, bạn bè, đồng nghiệp của họ để mua thêm. Từ đó mà duy trì được cái phong trào chơi trà mi bền vững, và cái người bán hàng trà mi cũng sẽ duy trì được cái nghề bán hàng của mình được lâu dài. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cái nội dung thứ hai là 7 cái chiêu thức mà người bán hàng không có uy tín ấy, họ thường giới thiệu cho bác để mà bác mua cây nhưng mà lại không đạt so với lại cái yêu cầu của bác, và thường là sẽ gây thất vọng cho bác. Ở đây tôi không dám nói đấy là 7 cái chiêu trò lừa đảo, mà đấy là 7 cái chiêu thức mà thường họ hay, cái xảo thuật mà hay vận dụng, thì các bác sẽ biết thêm để mà bác tránh nha, không bị lợi dụng bởi những cái người bán hàng không có uy tín, thường bán sai cái thông tin về cây. Thì 7 cái chiêu thức đấy như sau. Chiêu thức thứ 1 là bán sai giống trà. Thì cái chiêu thức này là nó xuyên suốt cho tất cả những cái chiêu thức khác. Đấy, có thể là họ bán giống, chúng ta mua cái giống trà theo nguyện vọng của mình, thế nhưng họ lại bán cho một cái giống trà khác. Tôi ví dụ và thường hay gặp là những cái giống trà quý, ví dụ như đây là cây bạch nhụy này. Đấy, nó đang nở đây các bạn. Đấy, nhụy nó đang chuẩn bị đây rồi, nó chưa bung cánh nhưng nhìn rất rõ này. Thế và cái lá của nó này có cảm giác là nó to hơn, tròn hơn và phẳng hơn, bóng hơn. Thế thì thường là mình nghĩ như vậy và mình sẽ đánh giá được bằng cảm quan như thế. Thế nhưng mà ở đây, đây là cái trà vô nhụy này. Đấy, thì giá nó rẻ hơn gấp 10 lần so với lại cái cây trà bạch hữu nhụy kia, gần 10 lần đó các bác. Thì là đây, nó lá nó cũng to, cũng tròn. Đấy, và cũng bóng, cũng phẳng. Thế thì bằng cái kỹ thuật chăm sóc hiện nay á, thì
cái sự sai khác nó không nhiều giữa cây bạch hữu nhụy và vô nhụy, cho nên là sẽ gây nhầm lẫn. Thì cái nhầm lẫn này đến lúc bác mua về chờ đến 2-3 năm sau bác chăm nó chả ra hoa, thế đến lúc nó ra hoa thì là mới biết sai cây, thì điều này là điều chúng ta nên tránh. Thì thường những cây có giá, ví dụ như là lựu cổ này, lựu ngố lá nhãn này, nghe trà thiển, trà mú, rồi bạch nhị thì họ mới bán sai cây, còn một số cái giống trà phổ thông khác thì họ không bán sai cây đâu, chỉ trừ trường hợp chính họ cũng không biết về cái cây đấy thì họ mới bán cho bác sai thôi. Cái chiêu thức thứ hai đó là họ bán sai màu sắc của hoa. Thì hiện nay có những cái giống độc đáo đang được nhiều người sưu tầm, ví dụ như là thập bát học sĩ này, thế rồi là cây chính hoàng kỳ này, cây khổng tước, hoặc là đơn giản như là cây phấn nhật chẳng hạn, phấn sen nhật đấy, thì là nó có những cái sự sai khác về màu sắc đấy. Thì có thể là trong một bông hoa nó có thể có những cái sọc màu hồng, màu tím, màu vàng đấy, thì là những sọc, hoặc là trong một cây trà như thế này thì có thể là có những cái bông hoa có màu sắc hoàn toàn khác nhau, ví dụ như là một bông đỏ, một bông hồng và một bông thì lại có sọc đấy, ví dụ như là cây thập bát học sĩ hiện nay ấy. Thì các bác hiểu rằng thập bát học sĩ là một nhóm trà, nó gồm nhiều cây trà khác nhau đấy, thì người ta thường hay lợi dụng cái sự mới lạ của các màu sắc trà như vậy để mà họ bán cho mình những cây sai hoa. Hiện nay thì trường hợp này gặp rất nhiều, bởi vì cây chính hoàng kỳ có nhiều cây nó lại rất giống với cây mà lúc nãy đầu video tôi giới thiệu là cây trà thơm của Tàu á, thế cho nên khi nó sai cây là họ sẵn sàng họ bán cho mình ngay. Thế thì bác mua cây chính hoàng kỳ thì, hoặc là cây xin lỗi thầy bác học gì là bác cũng phải lưu ý như vậy. Và ngoài cái việc là họ bán là sai cây, bởi vì nó chưa có hoa mà, thế cho nên là họ cứ báo sai là mình mua thôi đấy, thì những người mà người ta cố tình bán sai thì đấy là chúng ta phải tránh đi. Cái nữa là có khi có những bông hoa ở trên cây các bác, nhưng nó gắn vào, ví dụ như họ gắn vào để tạo ra những cái bông hoa có màu khác so với lại cái cây này. Ví dụ cây này nó chỉ có một màu thôi, nhưng họ có thể giới thiệu đây là một cây thập bát học sĩ chẳng hạn, sau đó là biến nó thành một cái cây mà na ná giống thân lá, thế nhưng mà lại được ghép các cây loại hoa khác nhau vào, nhưng thực tế là trên cây đó chỉ có một loại hoa thôi. Thế ngoài cái việc là ghép hoa, có thể họ còn ghép những cái mắt này các bạn, mắt những cành khác nhau, thì dẫn đến là trên cây đó có nhiều giống hoa và mỗi một giống hoa ấy nó sẽ ra một cái màu sắc khác nhau. Thì cái này là một cái chiêu thức mà họ bán sai thông. Chiêu thức thứ ba là họ bán sai kích thước. Ở trường hợp này thì gặp trên mạng nhờ, họ báo những cái thông số không đúng, ví dụ như là kích thước gốc này, kích thước thân cành này. Thì hiện nay điện thoại nó có những cái chế độ chụp siêu rộng ấy và cận cảnh rất là sắc nét ấy. Chúng ta có thể cảm giác là chụp gần như thế này thì cây nó rất là to. Đấy, thì nếu như mà người nào chưa nắm rõ thông tin, chưa biết nhiều về cái kỹ thuật chụp ảnh ấy, và cái thông tin về cây trà có sự so sánh ấy, thì là sẽ rất khó để phát hiện ra được cái cây trà đó nó to hay bé như thế nào. Thì đây tôi chia sẻ các bác một cái kinh nghiệm, đó là chúng ta phát hiện thông qua cái kích thước của cái chậu này các bác này. Đấy, kích thước cái chậu này. Thế bác có thể hỏi người ta những cái thông số cái chậu này, đấy là nó chiều rộng nó bao nhiêu. Đấy, hoặc là nếu như chậu vuông, chậu tròn đấy, bác cứ hiểu cái thông, từ cái thông số chậu đó bác mới so sánh ra, thì bác sẽ biết được cái mà người ta bán cái cây đó kích thước như thế nào. Hoặc nếu không có chậu được cái bầu đất này các bác này, đấy thì bác có thể là tính cái đường kính bầu, từ cái đường kính bầu đó bác sẽ phát hiện được cái cây đó to nhỏ như nào. Đối với người miền Nam á, thì họ mua bán cây rất là rõ ràng, đó là họ có sẵn một cái thước, họ đo là ví dụ như họ đo hoành này, vành đầy bao nhiêu này, chiều cao bao nhiêu, tán bao nhiêu, đường kính bầu bao nhiêu và cái đường kính chậu bao nhiêu. Thì đấy là người miền Nam như thế, thì người miền Bắc cũng nên học cái này và
người mua cũng nên phát hiện ra cái cách này để tránh cái trường hợp là nhìn ở bên trong ảnh thì nó rất là to, thế nhưng mà khi mua về thì cây nó nhỏ, khiến cho bác bị thất vọng. Cái chiêu thức thứ tư là họ bán sai nguồn gốc của cây trà. Thì đối với lại đất nước Việt Nam thì tạm chia ra làm 3 cái nguồn gốc các cái cây trà hiện có. Nguồn gốc thứ nhất là những cây trà cổ bản sắc của Việt Nam, đặc trưng như là cây Điểm Tuyết, rồi Thâm Bát Diện, trà Muống, trà Thiển, Hồng Cổ, rồi là Bạch Cổ Hữu Nhị, Bạch Cổ Vô Nhị. Đây là những cái cây trà cổ của Việt Nam. Cái nhóm nguồn gốc thứ hai là những cây trà đã nhập về Việt Nam từ lâu và đã nhân giống trồng ở Việt Nam rồi. Đấy, tức là nó hẳn, ví dụ như cái cây này. Đấy, cây mà tôi giới thiệu các bác đây là cây trà Hồng Thơm Tàu ấy, Trinidad của Trung Quốc ấy. Thì cây trà này đã được nhập về Việt Nam từ mấy chục năm rồi. Thế và đây các bác có thể hình dung là nó được nhân giống hoàn toàn ở Việt Nam. Đấy, cho nên cái chân bệ và cái đất đai nó thuần rồi. Đây là cái cây trà mà có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng lại được thuần ở Việt Nam rồi. Thì đấy là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba là những cây trà mà vừa mới mang về được Việt Nam được một vài tuần hoặc là được 2-3 tháng. Đấy, thì những cái cây này thì nó hoàn toàn khác so với lại những cây mà cổ của Việt Nam và những cây tuy nhập nhưng đã trồng thuần ở Việt Nam. Thế nhưng mà cái nhóm 2 là cái nhóm mà đã thuần ở Việt Nam và một cái nhóm mới nhập về thì nhiều khi hay bị nhầm lẫn. Tôi ví dụ là ngay hiện nay cũng sẽ có những cây trà Hồng Thơm Trinidad này được nhập về Việt Nam từ Trung Quốc và mới nhập về có mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng rồi cũng có. Và cũng có những cái cây như những cây này thì nó cũng đã thuần được ở Việt Nam và nhân giống ở Việt Nam bình thường. Thế cho nên là nó có cái sự đan xen. Bác có thể nhận ra bằng cái bầu đất, bằng cái dụng cụ đựng bầu, ví dụ như là bầu vải hay bầu nhựa, hoặc cái chất đất ở trong đó, hoặc là cái cách thức làm cây, thì những người có kinh nghiệm họ có thể biết. Và bác mà có ý theo dõi thì bác cũng sẽ biết thôi. Và bác hỏi nhà vườn thì thường họ cũng sẽ nêu đúng thôi. Thì ít khi trường hợp, chỉ trừ trường hợp là bác không biết nhờ thông tin thì họ lại hay lòe. Một số bác là họ cứ bảo là đã thuần được ở Việt Nam rồi nhưng không phải. Thì cái chiêu thức thứ 5 chính là chiêu thức về bán sai độ thuần cây đây. Đấy, thì ở đây tôi giới thiệu các bác là có hai hình thức thuần cây. Thứ nhất là thuần về khí hậu. Ví dụ bác nhập ngoại một cái cây trà về và phải thuần được lâu rồi. Chứ nếu như mới mang về được 1-2 tuần hoặc là 2-3 tháng mà đã bảo thuần rồi, hoặc là được 5-6 tháng đã thuần được Việt Nam là không đúng. Bởi vì thuần này gọi là thuần khí hậu. Thì khi được nhập về Việt Nam hoặc là bác mua từ miền Bắc, bác vào miền Nam bác trồng mà bác chỉ trồng được có vài tháng thôi thì chưa phải là cây đã thuần. Cây đã thuần á, ví dụ là ở nước ngoài mang về miền Bắc Việt Nam thì nó phải trải qua vài năm, ở trong đó nó thể hiện là mùa đông, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, nó sinh trưởng phát triển như thế nào, rồi là khả năng màu sắc hoa, khuôn hoa như thế nào, rồi sâu bệnh thế nào, có hợp với ánh sáng, ẩm độ, nhiệt độ, rồi là chất đất ở cái vùng trồng hay không. Đấy là cái thuần về khí hậu thổ nhưỡng. Thế còn cái thuần thứ hai là thuần trong chậu này. Chúng ta nôm na là cây thuần trong chậu này. Đây tôi ví dụ cây này thì nó thuần trong chậu thì nó rơi vào khoảng độ 5 năm. Đây tôi ví dụ các bác như vậy thì nó thuần trong chậu này. Đây là được một gọi là một cây hoàn toàn thuần chậu rồi. Ví dụ như thế được các bác nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là nó mới nó đã được giữa cây chậu này với cái đất này và cái bệ này nó đồng nhất với nhau.
Thế còn những cái cây mà trồng chậu chưa được thuần đấy, thì ví dụ như cây này chẳng hạn, bác thấy không ạ? Đấy, chậu thì mới này, có một lớp đất mới này, có một lớp đất cũ này. Đấy, thì đấy là cái cây mà chưa được thuần chậu. Và cây này này thì là cây Trung Quốc chính tông này, bởi vì cái đất này là đất Trung Quốc các bác này, đất này 100% đất Trung Quốc, còn cái đất Việt Nam đây này, đấy, thì đây là một cây chưa được thuần chậu. Thế còn nó đã được thuần khí hậu rồi, bởi vì nó đã trải qua được là như tôi thấy là có 2 năm ở với tôi rồi, còn những cái chủ cũ tôi còn chưa biết, thì cây này có thể cũng gọi là cây thuần được rồi. Đấy, nhưng mà là thuần khí hậu, thổ nhưỡng, còn lại chưa thuần chậu. Thì cái thuần nó có hai cái nhóm. Thế thì một người họ bảo là cái cây này đã thuần chậu rồi, được 2-3 tháng rồi, thì bác không nên tin nhé, đúng không? Bởi vì là nó phải cần một cái thời gian nữa. Hoặc là có những bác á, là trồng vào chậu à, thế là nó vẫn còn những cái bầu lộ rõ đây, còn những cái dây đỏ để bó bầu nó còn thổi lồi lên đây này, nó còn lộ lên đây, thì lại bảo là cây này thuần chậu rồi. Không phải, đó là những cây mà đã được trồng vào chậu thôi. Thì bác có thể hỏi rõ người ta là cây này trồng được bao nhiêu tháng hoặc là được mấy năm rồi, thì hỏi như vậy thì họ sẽ trả lời những cái thông tin đúng hay không đúng. Và bằng cái kinh nghiệm của mình, bác cũng có thể nhận xét nhất định được là trồng ở trong cái chậu nó như thế nào. Bởi vì bác cũng quan sát nó giống như trồng những cây khác, ví dụ như là cây hoa hồng, hoa giấy ở trong vườn của bác thôi, trong chậu mà bác trồng ở nhà bác thôi. Cái thông tin sai lệch thứ 6, đó là họ bán sai cây ghép và cây zin. Mình gọi là cây zin. Cây zin tôi ví dụ như cây bên tay phải này là cây Trinidad này, là một cây zin. Zin tức là nó là rễ này, gốc này, thân, cành, tán, lá, hoa, nó là chỉ có một cây thôi. Đấy là cây zin. Cây này thì được dâm hoặc được chiết, đấy, hoặc là được gieo hạt lên thì gọi là cây zin. Còn cái cây ghép đây, đặc trưng đây là một cây ghép chính hiệu này. Đây tôi cho các bác coi này, đây là vết ghép của nó đây này. Đây các bác thấy cái vết ghép này, đây là từ toàn bộ đây xuống là cái gốc ghép này, đấy, gốc ghép này. Thế còn từ đây đây là cái cành ghép này, nó đẩy lên và nó ra hoa. Thì đây là một cây ghép này. Đấy, thì cái gốc ghép này á, ở nước ngoài thì tôi không biết nó là một cây khác trà cùng họ với trà, hay là một cây trà dại có hạt thì họ trồng những cái hạt lên. Thế thì cái nhược điểm của cái cây dòng này á, là do nó là cái cây từ hạt, cho nên là cái rễ nó có cái rễ cọc và nó tủa ra những cái rễ nhỏ này này, nó rất khó làm bệ. Cho nên 2-3 năm, đây là tôi trồng cây này là hơn 2 năm rồi mà nó chả có tí bệ nào cả. Trong khi đó có một số cây, tôi ví dụ như cây này là cái cây trà bạch hữu nhị của tôi ấy, thì tôi mang về chưa đâu được 1 năm mà tôi đã kéo được bệ lên rồi. Còn cái này là rất khó làm bệ này. Đấy. Ở Việt Nam thì lại khác. Ở Việt Nam thì có những cái cây là cây sở đấy, là họ ghép vào có to lắm, có thể 1-2 người ôm mới hết cái cây sở đấy cơ. Về cây sở là trong họ nhà trà hoa, nó tựa tựa như cây trà. Thì những cây này á, là họ ghép, là họ thường ghép rất là cao, có thể lên trên này, hoặc 1-2 mét lên trên. Hoặc là họ có thể ghép nhiều cái bông hoa, nhiều màu sắc vào để tạo ra một cây trà khổng lồ. Thì chỉ khoảng 2-3 năm nữa thì cái thị trường cây ghép này các bác sẽ thấy rất phổ biến trên những cái diễn đàn mạng cũng như là thực tế ở tại các vườn. Bởi vì hiện nay họ đang ghép, họ đang làm cây, họ chưa bung ra. À, cái chiêu thức cuối cùng là họ bán sai hương thơm của cây trà. Đấy, thì cây trà là có một số cây có hương thơm. Tôi ví dụ như cây Trinidad này này, đấy là đặc trưng nhất hiện nay. Và trên thị trường Việt Nam thì cây trà Trinidad này là có hương thơm nhiều nhất, mạnh nhất trong số tất cả các loại trà. Ngoài cây này ra thì cây lựu cổ cũng có hương thơm, và cây hồng cổ đơn cũng có hương thơm. Tuy nhiên không phải cây hồng cổ đơn nào cũng có hương thơm. Thế và lựu cổ nếu chuẩn giống thì nó mới có hương thơm, chứ còn lựu Nam Định thì không có hương thơm. Đấy, thì cái hương thơm là nó có 3 cái loại mà các bác phải nhận diện được. Thứ nhất là hương thơm chuẩn nhất. Ví dụ như cây trà Trinidad này có hương thơm chuẩn nhất, bởi vì trong những cái cánh hoa này, cánh hoa nó có tinh dầu, và
Khi nở ra thì những cánh hoa này nó toát cái tinh dầu và nó khuếch tán vào trong không khí các bác ạ. Nó khuếch tán cái hương thơm tinh dầu ấy vào trong không khí, cho nên là nó thoang thoảng bay xa, cũng như là nó càng nhiều hoa thì nó càng nhiều hương thơm. Thì đấy là cái thơm xuất sắc nhất, đó là thơm thơm từ tinh dầu, đó mới là thơm chuẩn. Còn có một cái loại hương thơm hai mà rất nhiều nhà vườn hay lợi dụng, đó là hương thơm gọi là không, cái trà này thơm nhẹ thế bác ạ. Thơm nhẹ là gì? Là do những cái phấn hoa này. Đây, tôi giới thiệu các bác một cái bông trà này, nó rũ phấn ra rất nhiều này. Đây, các bác có thể thấy những cái vệt phấn này ở cái ngón trỏ tôi chỉ này. Đấy, vệt phấn nhỏ nhỏ hoặc là trên này, vệt phấn này. Thì khi chúng ta chạm mũi vào đây á, thì chính là cái phấn hoa này nó tạo ra cái mùi này, thì gọi là mùi thơm nhẹ. Và nhiều bác á, là bị dị ứng bởi cái phấn hoa này này. Ví dụ như bác ra đồng lúa các bạn, bác thấy có, thực ra hương lúa đâu có thơm đâu, nhưng mà cái phấn hoa này, hoặc là cái ngô đấy, thì cái phấn ngô ấy, các bác ngửi vào mùi nó bay vào mũi ấy, thì là bác thấy có cái mùi là khác biệt đi, thì đấy gọi là mùi thơm nhẹ. Nhưng không phải là hương thơm theo ý nghĩa của hoa trà, mà hoa trà ý nghĩa tốt nhất phải là hương thơm của tinh dầu được thoát ra từ cánh hoa. Tôi ví dụ như hoa hồng chẳng hạn, đấy là tinh dầu được thoát ra từ cánh hoa hồng thì nó mới có cái hương thơm như thế. Thế còn một cái nhóm hương thơm nữa, đó là hương thơm giả tạo hoàn toàn. Tôi ví dụ như là một cây hoa mà như thế này, sau đó là cái người bán á, họ nhỏ cho những cái giọt nước hoa tự nhiên làm từ thảo mộc tự nhiên ấy, họ nhỏ vào đây này. Thế khi mà bác ngửi bác thấy nó thơm ngào ngạt. Thế nhưng đây là cái bông nó thơm, thế nhưng mà cái bông nó chưa nở ra. Tôi ví dụ như cái bông này là nó chưa nở ra, thì là khi bác mang về thì nó lại không thơm nữa. Thì đây gọi là một hình thức chiêu trò lừa đảo chính hiệu. Thì trên đây là tôi đã giới thiệu với các bác về cái nhận diện người bán trà và 7 cái chiêu thức mà người bán trà không uy tín họ thường thông tin sai lệch dẫn đến bác mua cây không đúng. Thì đầu tiên đó, bác khắc phục được thì bác phải là một người hiểu về cây trà. Bác nên tìm hiểu trước khi bác mua trà và hiểu về người bán trà. Người bán trà thì phải có họ tên, có địa chỉ nhà vườn rõ ràng, và họ là người mà được nhiều người biết đến, nhiều người tin tưởng, uy tín giới thiệu. Bác có thể mua cây với giá cao một chút cũng được, để bác yên tâm, vui vẻ. Chứ mua cây rẻ mà cứ nghi ngờ cây rồi lo lắng và rước cái không vui và cái cây xấu về thì bỏ thì thương, vương thì tội là không nên. Thế và tuyệt đối tránh cái trường hợp là tôi rất là thích trà, thì trà gì tôi cũng mua. Đấy. Và có thể bác sẽ gặp người bán trà, họ có cái trà nào họ bán cái đấy, cuối cùng bác hỏi mãi không biết nó là cây trà gì. Thì hiện nay bác cũng nên có một chút thời gian để bác đặt mua những cây theo cái ý nguyện của mình. Ngoài ra nếu như bác không hiểu về cây trà thì bác có thể nhờ người kiểm tra giúp xem là cây trà đó là cây gì, có hương thơm hay không, nó là cây ghép hay cây zin, rồi nó là cây thuần hay không, nguồn gốc nó ở đâu, tên cây trà là gì. Và tôi cũng sẵn sàng giúp các bác. Và hiện nay thì thường buổi tối tôi rất hay trả lời những cái câu hỏi các bác qua Zalo về thông tin những cái cây cảnh, trong đó có cây trà. Và trường hợp bác mua cây trà quý mà cần có bảo hành thì bác cứ đề nghị nhà vườn là sai 1 thì đền 2. Tức là ví dụ bác mua cây trà này là 10 triệu, thế sau đó nó sai mặt hoa thì bác đề nghị người ta đền gấp 2 lần là 20 triệu. Thế còn cụ thể là làm việc với nhau xác nhận như thế nào, rồi là bảo hành như thế nào, đấy là việc bác. Nhưng mà theo kinh nghiệm là cứ sai cây thì đền gấp 2 lần giá cây mua ban đầu là cái khách quan nhất. Như vậy nha các bác, tôi xin được kết thúc cái video ở đây. Xin được chân thành cảm ơn các bác đã xem video. Hy vọng cái video này nó sẽ giúp ích cho các bác phần nào trong việc các bác chọn mua được những cây trà quý, những cây trà theo ý nguyện của bác. Xin kính chào các bác.